Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu lấy gì làm tướng? Phật dạy: Thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu lấy không làm tướng, lấy vô trước làm tướng, lấy vô tướng làm tướng, lấy tịch tĩnh làm tướng, lấy viễn ly làm tướng. Vì sao? Vì tướng trong Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các tướng của các pháp đều bất khả đắc, vô sở hữu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có nhân duyên nên có thể nói tất cả tướng vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn tất cả pháp khác cũng có tướng vi diệu như vậy hay sao? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, có nhân duyên thì có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có tướng vi diệu và các pháp khác cũng có tướng vi diệu như thế. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, lấy tánh không làm tướng, pháp khác cũng lấy tánh không làm tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, lấy vô trước làm tướng, pháp khác cũng lấy vô trước làm tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, lấy vô tướng làm tướng, pháp khác cũng lấy vô tướng làm tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu lấy tịch tĩnh làm tướng, pháp khác cũng lấy tịch tĩnh làm tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu lấy viễn ly làm tướng, pháp khác cũng lấy viễn ly làm tướng. Do nhân duyên này mà có thể nói như vậy: Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có tướng vi diệu, các pháp khác cũng có tướng vi diệu như thế, vì tất cả pháp đều tự tánh không, tự tánh lìa. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều là tự tánh không, tự tánh lìa, tức là tất cả pháp không của tất cả pháp cũng là tất cả pháp lìa tất cả pháp, thì làm sao hữu tình có thể tạo ra có nhiễm có tịnh? Chẳng phải trong pháp tánh không có nhiễm có tịnh, cũng chẳng phải pháp ly có nhiễm có tịnh, chẳng phải pháp tánh không có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng chẳng phải trong pháp ly có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng phải trong tánh không có pháp đề đắc, cũng chẳng phải trong tánh ly có pháp đề đắc, chẳng phải trong tánh không có đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng chẳng phải trong tánh ly có đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Làm sao con hiểu những ý nghĩa sâu xa mà Thế Tôn đã nói? Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào hữu tình luôn luôn có tâm ngã, ngã sở, chấp ngã sở không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy, hữu tình luôn có tâm ngã, ngã sở và chấp trước ngã, ngã sở. Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào hữu tình có chấp ngã và ngã sở đều là không, là viễn ly không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy, hữu tình chấp trước ngã và ngã sở đều là không, là viễn ly. Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào há chẳng phải các hữu tình do chấp ngã ngã sở mà bị luân hồi trong sanh tử sao? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy, các loài hữu tình do chấp ngã ngã sở mà bị luân hồi trong sanh tử. Phật dạy: Thiện hiện, như vậy các loài hữu tình luân hồi trong sanh tử là do có tạp nhiễm, cho nên hữu tình tạo ra có tạp nhiễm. Nếu các hữu tình không có tâm chấp trước vào ngã và ngã sở thì họ không có tạp nhiễm, nếu không có tạp nhiễm thì không bị luân hồi trong sanh tử. Vì luân hồi sanh tử bất khả đắc nên biết hữu tình đó xa lìa tạp nhiễm, do không tạp nhiễm nên tạo ra có tịnh. Cho nên, này thiện hiện, mặc dù tự tánh của tất cả pháp đều không, tự tánh đều lìa, nhưng các hữu tình cũng có thể tạo ra có nhiễm có tịnh. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, và hành tánh của tất cả pháp đều là không, đều là lìa, thì Bồ Tát ấy không hành sắc uẩn cho đến thức uẩn, cũng không hành nhãn xứ cho đến ý xứ, không hành sắc xứ cho đến pháp xứ, không hành nhãn xứ